Vâng, em Thảo rất vui lại gặp lại các bác ở một cái video ngắn hôm nay. Hôm nay rất chi là đặc biệt các bác ạ. Một cái mẫu cưa 12 cm lại về để phục vụ các bác làm vườn, làm cây cảnh. Và nhất thì đây lại là dòng cưa cá mập, một dòng cưa Nhật, hàng nội địa các bác nhé. Em sẽ mở ra và chi tiết để các bác nhà mình nắm được. Đấy. Cái cưa 12 cm thì nó sẽ nằm trong cái hộp vỏ ngắn như thế này. Đây các bác này. Đấy, rất chi là đẹp các bác nhé. Đây là dòng 12 cm này. Đây là mẫu 21 này. Và đây là mẫu 24. Là một chọn bộ của mẫu cưa Nhật. Với cái mẫu hàng cưa Nhật này nó còn có hàng gold nữa nhé. Nhưng đây là em sẽ quay cái hàng trắng để các bác nhà mình nắm bắt được trước. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì em hết cái mẫu này. Đấy, mẫu này là mẫu 12 cm nhé. 12 cm thì sẽ nằm ở trong cái em mở luôn ra các bác nhà mình nắm bắt được. Đây là dòng cưa gọi là cưa cá mập, cưa Nhật các bác ạ. Đây. Đây là cái mẫu nhỏ nhất của cái size cá mập này nhé. Các bác sẽ mở ra như thế này. Thực sự rất là xịn sò các bác ạ. Và các bác mà quan tâm tới cái mẫu này thì em sẽ chi tiết từng chút một để các bác nhà mình nắm được. Và với các bác mà lần đầu tiên khi xem được video này của em, đang quan tâm tới dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm cây, các bác đừng quên nhấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh các bác nhé. Nhấn hai lần vào quả chuông để xem tất cả những cái dụng cụ về làm bonsai, làm nông nghiệp của bên cơ sở em Thảo. Đấy, đây là cái cưa 12 cm này. 12 cm đây các bác nhé. 12 cm. Dòng Saki của cái mẫu 1866 của cưa Nhật Made in Japan nhé. 100% luôn các bác ạ. Và tiếp theo là tới mẫu 21 cm này. Tất cả thì sẽ đều nằm trong một cái hộp như thế này. Và đây là cùng một hãng. Đây là mẫu 21 cm nha các bác nhé. Đây. Ở cái mẫu 21 cm thì nó lại khác với 12 cm một chút. Một chút thì em sẽ nói chi tiết hơn. Bây giờ em bỏ ra trước rồi các bác nhà mình xem đã. Đây, cơ sở em Thảo là một đơn vị chuyên cung cấp về dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm cây cảnh. Với tất cả những cái đồ từ xịn sò nhất cho tới trung bình nhé, thì bên cơ sở em Thảo đều có để phục vụ các bác nhà mình. Đây là cái mẫu cưa 24 cm. Sẽ dài hơn một chút này các bác này. Cái này nó sẽ có mấy lớp nhé. Các bác khi đóng mở thì sẽ đóng mở ở đây. Muốn gập cưa vào cũng phải đóng cái này vào nhé. Nó sẽ có hai lớp để các bác để hai chế độ này. Đấy, nếu các bác muốn ngửa lên thì như thế này nhé. Muốn gục xuống bình thường thì làm như thế này. Cái này khi em nói 21 cm thì cái chiều lưỡi này của nó là 21 và 24 nhé. Chưa tính cán đâu. Đây là dòng cưa gấp này. Đấy. Với cái mặt trái mặt phải của bạn của nó thì các bác nhìn từ cái ốc chốt vít thì nó cũng sẽ rất khác với tất cả những cái dòng bình thường. Hàng cao cấp nhá, thép cực kỳ là đanh luôn. Đấy. Và cái răng của nó này, quan trọng nhất là cái răng đối với các bác khi cưa cây. Cái răng của nó nhá, đều mịn và mặt của nó thì sẽ được tráng một cái lượt hợp kim bền, giúp cho chiếc cưa của bác luôn luôn là sắc bén. Đấy, đây là mẫu 21 và mẫu 24. Đây là mẫu 12. Riêng cái mẫu 12 này các bác ạ, cái răng của nó lại to hơn một chút xíu nhá. Đấy. Đây là chọn một cái bộ cưa top hàng cá mập của hàng nội địa Nhật Bản. Là một cái mẫu rất chi là tốt đấy các bác ạ. Chất thép của nó vô cùng là ok luôn. Thì với cái dụng cụ này bên cơ sở em Thảo đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Khi các bác làm vườn, các bác làm cây mà đang quan tâm tới bất kể một cái dụng cụ gì về làm bonsai, làm cây cảnh, hãy liên hệ trực tiếp tới bên đầu số điện thoại em để ngay cạnh video các bác nhé. Đó là số điện thoại chính để em tư vấn và gửi tới các bác những cái dụng cụ làm cây, làm vườn chất lượng nhất. Này, các bác nhìn này. Thì với cái mẫu này chắc chắn là khi các bác xem video thì các bác cũng đang muốn biết giá của nó là bao nhiêu. Thì em cũng báo luôn để các bác nhà mình nắm được nhé. Ví dụ như cái cưa này, nó sẽ tùy theo thời điểm. Ví dụ như ở cái thời điểm này thì nó đang là 850.000. Còn ví dụ như thời điểm sau thì cũng có thể nó giảm thấp hơn nhé các bác nhé. Cũng có thời điểm nó là 800.000. Đấy, các bác dùng dòng đóng như này vào. Rất chỉ là im nhé. Còn cái mẫu này nó là 550 này các bác này. Tất cả đều dùng xong đều đóng được vào. Còn với cái mẫu 21, nó là giá 750. Cũng có thời điểm nó là 700.000 các bác nhé. Đấy thì với ba cái mẫu cưa chất lượng này là cưa hàng Nhật Bản nội địa. Và bên cơ sở em còn có rất nhiều những cái loại khác nhau. Để các bác có thể vào kênh của em, đăng ký kênh, nhấn hai lần vào quả chuông để xem được thật nhiều video. Có cả những cái mẫu cưa giá chỉ 100.000 thôi, cũng rất chỉ là sắc bén các bác nhé. Đấy, để lựa chọn thì các bác hãy xem từng video chi tiết một
để chọn cho mình một cái dụng cụ phù hợp, thích hợp trong cái công việc làm cây, làm vườn của mình. Đấy, em cũng xin kết thúc video ngắn nhé. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới cái mẫu cưa Nhật, một cái dòng cưa cao cấp mà bên cơ sở mới về phục vụ các bác làm cây. Em cũng chào các bác nhé. Và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Sẽ gửi tới các bác nhiều những cái sản phẩm, những cái dụng cụ về đồ nông nghiệp, về đồ làm bonsai, làm vườn. Chào.